Sâu bọ có thể gây hại đáng kể cho cây cối, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của chúng. Chúng thường tấn công vào các phần khác nhau của cây, bao gồm lá, cành và rễ. Hãy dùng ngay thuốc trừ sâu Cytifort 300EC với thành phần đó là alpha-gibermethin và dimethoate. Đây là hoạt chất hiệu quả cao, bảo vệ lâu dài nhờ vào tính diệt côn trùng tiếp xúc và gây hại. Được sử dụng để tiêu diệt được sâu keo, rầy, bọ xích hại lúa, sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh, rệp, giò đục lá, đục quả, hại rau và đậu đỗ. Tiêu diệt nhanh chóng rầy rệp hại cây thuốc lá, cà phê và mía. Sâu xanh, sâu hồng hại bông vải của chúng ta. Bọ xích, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, sâu ăn lá hại cây có múi. Pha 20-30ml thuốc với 16-20 lít nước. Lượng nước vui là 400-500 lít cho 1 hectare. Và con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kỹsưhuy.vn.